Kính chào quý vị, mời quý vị cùng theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay, ngày 29 tháng 6, ở khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Trung Bộ sẽ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 35 cho đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất vào ngày phổ biến là từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ từ 10 đến 18 giờ. Thưa quý vị, dự báo nắng nóng diện rộng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 3 và ngày mùng 4 tháng 7. Ở Trung Bộ, nắng nóng và nắng nóng gay gắt sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, trong ngày và đêm qua đã bắt đầu có mưa lớn, lượng mưa tích lũy phổ biến trong khoảng từ 10 cho đến 20mm, có nơi mưa trên 30mm, do vậy lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra. Để phòng tránh những thiệt hại do mưa lũ có thể xảy ra đối với các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh miền núi phía Bắc, ngành nông nghiệp khuyến cáo các hộ nuôi trồng thủy sản chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để chủ động phòng tránh khắc phục thiên tai. Và cuối cùng sẽ là những thông tin thời tiết cụ thể tại các vùng vào ngày mai. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Giá lợn hơi đã giảm xuống mức thấp hơn một tháng qua. Theo ngành chăn nuôi, nếu không chăn nuôi theo chuỗi thì với mức giá lợn hơi dưới 70.000 đồng một ký, thì người chăn nuôi gần như là không có lãi. Cộng với các chi phí sản xuất, trong đó có giá thức ăn chăn nuôi tăng chóng mặt từ đầu năm đến nay, khiến rất nhiều hộ nuôi giảm tái đàn, thậm chí là bỏ chuồng. Động thái này của ngành chăn nuôi liệu có khiến là nguồn cung thịt lợn khan hiếm trong những tháng cuối năm hay là không? Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn sẽ phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp cho vấn đề này trong cuộc trao đổi với phóng viên của Nông nghiệp 24 giờ ngay sau đây. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, thưa ông, hiện nay thì giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trên thế giới thì đã có xu hướng giảm rồi. Tuy nhiên thì giá thức ăn chăn nuôi trong nước vẫn đang tăng cao. Vậy thì nguyên nhân là vì sao thưa ông? Thực chất ra đấy cũng là do cái việc mà Covid thế giới cho nên đứt gãy một loạt những cái chuỗi, và trong đó thì có cái sản phẩm, cái nguyên liệu thức ăn chăn nuôi thì nó tăng cao, và kể cả giá vận chuyển, và mình thì trong đó thì mình nhập trên 90% cái nguyên liệu đó từ nước ngoài. Thế cho nên là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái nguyên liệu. Cho nên trong giai đoạn vừa rồi phải nói là thức ăn hỗn hợp ấy tăng từ 20-30%. Mặc dù thì vừa rồi cái nguyên liệu đã giảm rồi, nhưng mà thức ăn trong nước vẫn chưa giảm. Mà với cái giá như thức ăn như thế này thì người chăn nuôi đang gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên là trước đây thì chúng tôi vẫn có những cái đề xuất là nếu giả sử đấy nhà nước mà đưa được cái thức ăn, cái giá thức ăn vào cái một trong những mặt hàng bình ổn thì nó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cái chăn nuôi nó phát triển, nó thuận lợi hơn. Còn nếu cứ để trôi nổi như thế này thì nó sẽ có những khó khăn của những cái chăn nuôi rất bấp bênh, mà đặc biệt đối với lại chăn nuôi nông hộ. Hiện giá thức ăn chăn nuôi trong nước thì đang tăng cao, khiến cho người chăn nuôi thì đang có hiện tượng là giảm tái đàn và nhiều người còn bỏ trống chuồng nữa. Vậy thì hiện tượng này thì có dẫn đến cái việc mà sẽ thiếu nguồn cung cũng như là tăng cái giá thịt lợn trong những tháng cuối năm không ạ? Cái giá thịt lợn chắc chắn sắp tới đây nó sẽ tăng, vì dù sao nữa thì người chăn nuôi cũng phải có lãi thì người ta mới sản xuất. Thế còn thì và xác định rằng bây giờ người ta xác định đấy là một nghề của ta rồi thì một năm tất nhiên nó có những thời điểm này thời điểm kia, nhưng mà chắc chắn rằng sắp tới đây thì cái giá thức ăn nó sẽ phải hạ xuống, thế và cái giá thực phẩm
đặc biệt là cái giá xuất chuồng nó phải tăng lên thì nó mới hài hòa được các cái khâu trong cái chuỗi sản xuất. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông ạ. Vâng, thưa quý vị, trong chăn nuôi gia cầm, chi phí cám gà chiếm từ 60 đến 70% giá thành. Nếu khống chế và chủ động được nguồn thức ăn này thì người chăn nuôi có thể tiết kiệm được đến khoảng 20% chi phí mua cám mỗi lứa. Và đây cũng chính là bí quyết đang được nhiều nông hộ khởi nghiệp của kênh VTC16 áp dụng. Nhờ cách làm này thì mỗi 1.000 con gà xuất bán, bà con nông dân có thể lãi từ 25 đến 30 triệu đồng. Đáng nói hơn cả, ngay giữa thời điểm nhiều nơi treo chuồng, chăn nuôi cầm chừng thì thậm chí các nông hộ khởi nghiệp còn mở rộng quy mô chăn nuôi của mình. Ngay sau khi xuất bán xong 2.000 gà cách đây chục hôm, anh Bùi Văn Tư quyết định xây dựng thêm một khu chuồng mới. Anh tính toán, với 4 khu chuồng, cứ từ 1 cho đến 1,5 tháng, anh sẽ xuất bán được một lứa gà. Dịch bệnh hiện nay thì bây giờ dần dần nó cũng được phong tỏa. Thì con gà thì nó sẽ cái giá nó sẽ đẩy lên cao. Cách nhà anh Tư hơn 40 km, gia đình anh Vụ cũng mới vào thêm một lứa gà. Tăng quy mô và liên tục vào đàn mới. Bí quyết của các nông hộ khởi nghiệp chính là việc chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia cầm. Việc tự phối trộn thức ăn đầu vào đã giúp các nông hộ bớt nỗi lo về giá thành thức ăn đang tăng phi mã. Chương trình có về và chuyên gia đã tư vấn rồi, thì gia đình đang áp dụng theo cái sử dụng là máy ép cám viên bằng máy ép mà nhà tự sản xuất ra được thức ăn, là chiếm được 70% số lượng thức ăn cho đàn gà tiêu thụ trong một ngày. Mình chỉ có nhập khoảng 30% thức ăn công nghiệp thôi. 30 đến 40%. Đấy, gà thì vẫn béo. Thì vừa rồi thì mình có bán ra là tổng cái đàn gà vừa rồi là 2.000 con gà. Thì chi trả cho bên nhà cám là hết 146 triệu. Đấy, thuốc thang nữa thì đàn gà vừa rồi thì mình nuôi cứ gần được 3 tấn. Trừ chi phí thì như cái đàn vừa rồi thì mình cũng được 5-60 triệu. Khéo léo sử dụng cái nguồn nguyên liệu của địa phương cộng với lại cái thức ăn mua của công ty về. Cho nên là cái khi mà sử dụng cái công thức của chúng tôi đưa ra thì cái phần giá thành chăn nuôi nó vẫn chấp nhận được. Thuận lợi hiện nay nữa tức là do nhiều nhà treo chuồng, gà bên ngoài thị trường thì không có, cho nó đẩy cái giá gà thịt tăng lên so với năm ngoái. Bây giờ giá gà hiện nay đối với gà Lạc Thủy này là hầu hết là trong phạm vi từ 88 cho đến 90 nghìn. Nếu mà anh chủ động được thức ăn, biết khéo léo kết hợp thức ăn thì giá thành nó là 70.000, thì chúng tôi tính là mỗi 1.000 gà vẫn được lãi cỡ khoảng độ 25 cho đến 30 triệu. Theo các chuyên gia, việc tự phối trộn thức ăn là giải pháp quan trọng trong điều kiện thức ăn tăng giá liên tục như hiện nay. Với công thức phối trộn từ bột ngô, phế phụ phẩm nông nghiệp cùng cám công nghiệp